Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang đứng ở tiểu khu 662B, khoảnh 1, tổ dân phố 10, thị trấn Mường Trà. Đây là hiện trường của vụ cháy ngày 15 tháng 4. Hiện tại thì vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng thì đang tiến hành xác minh nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại của vụ cháy gây ra. Vào khoảng 8 giờ ngày 15 tháng 4, tổ bảo vệ rừng của tổ dân phố 10, thị trấn Mường Trà, huyện Mường Trà tổ chức tuần tra kiểm tra rừng, phát hiện một đám cháy tại khu vực diện tích rừng được giao quản lý bảo vệ. Tổ đã huy động nhân dân tham gia chữa cháy. Tuy nhiên đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy tiếp tục bùng phát. Tổ trưởng tổ bảo vệ rừng đã gọi điện báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Mường Trà để huy động lực lượng hỗ trợ chữa cháy. Thì sau khi nhận được tin báo của tổ dân phố số 10 về cháy rừng ở khu vực tổ dân phố số 10 quản lý, thì Ủy ban thị trấn đã trực tiếp giao cho đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban là Phó Ban Chỉ huy Thường trực của Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy của thị trấn đã trực tiếp là huy động lực lượng là tổ dân phố số 1, tổ dân phố số 2 với lại lực lượng dân quân, cán bộ công chức thị trấn để lên cùng với tổ dân phố số 10 là tiến hành dập lửa. Và đến tầm 3 rưỡi tức là 15 giờ 30 đến 16 giờ kém gì đấy thì là đám cháy đây được khống chế hoàn toàn. Sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, đến 16 giờ ngày 16 tháng 4, lực lượng chức năng đã xác nhận vụ cháy đã làm một phụ nữ tử vong khi tham gia chữa cháy, cư trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Mường Trà. Ngoài thiệt hại về người, cơ quan chức năng xác định diện tích rừng bị cháy khoảng 5,25 hectare là rừng phòng hộ, rừng gỗ tự nhiên. Sau khi nhận được tin báo từ kiểm lâm địa bàn cháy rừng vào hôm buổi chiều ngày 15 tháng 4 của năm 2024, thì sau đó những tin báo thì hạt đã trao đổi và đề nghị ban xã là huy động lực lượng để tham gia, để hỗ trợ lực lượng và phương tiện để tham gia chữa cháy rừng cùng với cái tổ dân phố số 10 của thị trấn Mường Trà. Cái đồng thời là cử cán bộ công chức là xuống cùng với phối hợp ủy ban thị trấn Mường Trà thì tiến hành đi vào đến địa điểm cháy để hỗ trợ cái lực lượng và tổ chức dập tắt tại khu vực cháy. Thứ nhất ấy, là chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố là tăng cường là tham mưu cho ủy ban huyện là quản lý chặt chẽ các cái diện tích nương rẫy của nhân dân trong cái mùa đốt dọn nương rẫy mà hiện nay đang là thời kỳ cao điểm của mùa cháy rừng, là vận động nhân dân là hạn chế tối đa cái vấn đề là đốt dọn thực bì. Cái thứ hai nữa là tăng cường tuyên truyền hướng dẫn nhân dân là canh tác sản xuất phải đúng quy hoạch và đường băng gạt lửa. Cái thứ ba nữa là phối hợp trong công việc là xác định những cái vị trí là điểm nóng về vấn đề là cháy phá rừng, là tăng cường là tuần tra để phát hiện sớm những cái vấn đề là cháy rừng cũng như phá rừng để ngăn chặn kịp thời. Huyện Mường Trà hiện có trên 52.000 hectare đất có rừng. Hiện tại nhiệt độ trung bình ngày ở Mường Trà từ 36 đến 39 độ C. Nguy cơ cháy rừng trên địa bàn đang được nâng lên cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng đang được địa phương tăng cường. Song để phòng chống và hạn chế tối đa những thiệt hại do cháy rừng gây ra, thì việc nêu cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống cháy rừng là rất cần thiết.